Giá heo hơi ngày 25 tháng 10 tiếp tục tăng thêm 4.000 đồng một cân so với ngày hôm qua. Hiện giao dịch cao nhất ở mức 51.000 đồng một kg. Với giá bán trên 50.000 đồng một cân như hiện nay, về cơ bản các doanh nghiệp trang trại lớn tự chủ được thức ăn, con giống đã đạt ngưỡng hòa vốn và có lãi nhẹ. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hiện việc tái đàn chăn nuôi heo vẫn chưa đạt được 100% so với trước khi xảy ra dịch heo châu Phi, nên việc giá lợn hơi giảm sâu thời gian qua chủ yếu đến từ nguyên nhân giãn cách xã hội kéo dài và dịch tả heo châu Phi tái bùng phát tại nhiều địa phương, nên khiến nhiều người dân hoảng loạn bán chạy heo. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu ngô các loại của nước ta trong 9 tháng năm 2021 đạt 7,68 triệu tấn, trị giá trên 2,17 tỷ đô la Mỹ, giá trung bình 282 đô la Mỹ một tấn, giảm 9,4% về khối lượng nhưng tăng 27% kim ngạch và tăng 40% về giá so với cùng kỳ 2020. Riêng tháng 9 năm 2021, Việt Nam nhập khẩu ngô đạt 721.000 tấn, trị giá 222 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 308 đô la Mỹ một tấn, tăng mạnh 55% về lượng, tăng 56% kim ngạch và tăng 0,4% về giá so với tháng 8 năm 2021. So với tháng 9 năm 2020, giảm 49,6% về lượng, giảm 16,5% về kim ngạch nhưng tăng mạnh 65,9% về giá. Theo Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc Kita, nhập khẩu xoài của Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021 đạt 19.500 tấn, trị giá 79 triệu đô la Mỹ, tăng 32% về lượng và tăng 47% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam là thị trường cung cấp quả xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc. Nhập khẩu quả xoài từ Việt Nam vào Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021 đạt trên 1.200 tấn, trị giá 4,8 triệu đô la Mỹ, tăng 38,8% về lượng và tăng 58,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Quả xoài Việt Nam hiện mới chiếm khiêm tốn 6,3% tổng lượng nhập khẩu quả xoài của Hàn Quốc. Trong khi đó, Thái Lan và Peru hiện đang thống trị thị trường Hàn Quốc với thị phần lên tới 82,5%. Theo chia sẻ từ các doanh nghiệp trong ngành điện tử, chế biến gỗ, nông thủy sản, hiện đang có nhiều đơn hàng nhưng gặp khó khăn bế tắc lớn vì thiếu lao động trầm trọng. Khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, điện tử, chế biến nông lâm thủy sản là lĩnh vực bị thiếu hụt lao động nhiều nhất, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, khi tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau đại dịch Covid-19 thấp. Do đó, các hội và hiệp hội kiến nghị chính phủ, địa phương nhanh chóng phủ vaccine, tạo điều kiện lao động an toàn, tạo không gian an toàn cho sống chung với dịch để khôi phục sản xuất.